Vì vậy, ông đã quyết định trở về quê. Lúc này Giám Hương đành phải chiều theo ý của chồng mình. Nàng đã xin với mẫu mẹ của mình một cỗ xe mây. Mình nhìn sang bên cạnh đi ạ. Cỗ xe mây đi ạ. Phía bên trên đó chính là một tàn vàng để che nắng, che mưa cho Thức trở về hạ giới. Mà tàn vàng là của tiên ban cho chàng Thức cõi tiên về trần. Nó tựa như một chiếc ô, chiếc dù hoặc chiếc lọng của vua chúa trước kia đấy ạ. Và bây giờ thì chúng ta có thể nhìn xa hơn một chút thì mọi người sẽ nhìn thấy Giám Hương. Mình đã nhìn thấy Giám Hương chưa ạ? Đây ngay chỗ ánh đèn ạ. À rồi, anh nhìn thấy rồi. Lúc này nàng chỉ đứng một mình thôi ạ, và đứng cạnh một đám mây ngũ sắc để dõi theo bước chân của Thức quay trở về. Mà lững lờ ngũ sắc mây trôi, chẳng về hạ giới, Thức thẫn thờ đứng trông. Thức đã đi khuất và Giám Hương có trách chồng mình một chút, đó là trách chàng Thức vụng suy, đã lên cõi thọ về chi cõi trần. Và tới đây hai người chia tay nhau, kết thúc cảnh thứ hai. Thức sống ở trên tiên giới và quay trở về hạ giới. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào phía bên trong đi ạ. Thật ra quay bằng điện thoại thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây ạ, chúng ta sẽ đứng ở đây để nhìn thấy một cái khung cảnh rất là đẹp và đặc biệt. Ngay phía bên trên cao của chúng ta đó chính là toàn... Đó chính là hàng ngàn những cái nhũ tiên. Nó tựa như một bầu sữa mẹ đấy ạ. Và hàng ngày hàng giờ chúng tiết ra những giọt nước tựa như những giọt sữa được lọc qua một đài xe lớn rất xinh đẹp ở đây ạ. Bây giờ vẫn còn nước đang nhỏ nhỏ đúng không? Tạo thành một dòng sữa mẹ chảy không bao giờ ngừng. Và ngay tại đây là một điểm rất là lý thú cơ động. Khi mà chúng ta vào những ngày khô hoặc mùa khô thì tất cả các điểm khác đều khô. Và chỉ có điểm này quanh năm ẩm ướt. Và chúng ta sẽ nhìn thấy nó khác biệt rất là lớn nếu mà mình vào những dịp sắp Tết đấy ạ. Nó rất là ít mưa và nó sẽ rất là hanh khô. Và chỉ có điểm này nó sẽ ẩm ướt ngay cái điểm giữa này thôi. Vâng, và nó, dòng sữa mẹ thì tượng trưng cho câu nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, có nghĩa là đời đời không bao giờ ngừng chảy. Vâng, ở đây là một dòng sữa mẹ ngay bên cạnh, nó là hai hình ảnh rất là ý nghĩa, đó chính là hai dãy núi non bồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xuống phía dưới và quay lại để quan sát đi ạ. Ngược cô chợ sáng thì nó sẽ tốt hơn. Đây ạ, đây là một dãy núi non bồng và bên này là dãy núi thứ hai đấy ạ. Rồi. Con non bồng có đầu tiên, ai mà chiêm ngưỡng lại thêm con bồng, ai mà có đủ con đồng bồng lai tiên cảnh không còn vấn vương. Thế chúng ta có thể nhìn kỹ dãy núi non bồng này ạ. Nó tựa như người mẹ đang bồng đứa con của mình trên tay. Rất là giống mẹ đang bồng con. Đúng rồi. Ạ. Vâng. Mình cũng đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của dãy núi non bồng. Và tiếp theo bây giờ chúng ta có thể quay lại để chiêm ngưỡng kho báu của thế gian. Mình quay lại đi ạ, ngay đằng sau của mình được gọi là kho tiền đi ạ. Kho tiền sẽ có màu óng ánh của bạch kim rất là đẹp. Và mình có thể tiến vào bên trong một chút đi ạ. Vâng, kho tiền đi ạ. Đúng rồi, anh nhìn thấy cái sự óng ánh của nó rồi. Và ngay bên cạnh đi ạ, kho tiền sẽ chỉ tới đây thôi. Ngay bên cạnh đó chính là kho gạo ạ. Kho gạo nó tựa như những hạt gạo lật đật trắng ngần. Và ngay phía bên trong này, đó chính là kho tiền xu, tiền quan trước kia được sâu thành từng chuỗi một. Ngay bên cạnh thì chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là hình tượng của mẫu mẹ đấy ạ. Hình ảnh của mẫu mẹ đang ngồi ngay tại đây, phía ngay giữa của kho báu. Và xung quanh của mẫu mẹ thì có rất là nhiều vàng, vàng rất là đẹp đúng không ạ? Đây ạ, ngay bên ngoài cũng có. Và phía bên trên có một cây bút. Mẫu mẹ sẽ dùng cái bút này và một chút vàng để ghi công đức và phát tâm cho những người tới đây để tham quan. Vì vậy, ngay bên cạnh đây sẽ là điểm hẹp nhất của động để từng người di chuyển qua đây và mẫu mẹ sẽ không ghi sót một ai cả. Mình sẽ từng người di chuyển vào điểm này đi ạ. Các anh không đi với bọn em có phải được nghe từ nãy giờ được mấy cốt rồi? À, ông anh này có con GoPro, anh có này chẳng phơi được 10 giây rồi thì... Đây ạ, mình quay lại đi ạ, để quan sát. Ở đây được gọi là kho vàng. Kho vàng đấy ạ. Vàng và động này đẹp nhất kho vàng, vừa lòng du khách mến mộ tới thăm. Kho vàng có đầu tiên,
ngoài mà chiêm ngưỡng lại thêm nhiều vàng. Vâng, chúng ta sẽ thấy kho vàng rất là đẹp đúng không ạ? Ngay bên cạnh kho vàng đó chính là kho bạc, tựa như hàng ngàn những thỏi bạc được bao phủ một lớp bụi của thời gian. Và tiếp theo ngay trước mặt của mình đó chính là một mâm xôi. Mâm xôi thì chúng ta có thể nhìn thấy nó giống như một bông hoa đúng không ạ? Rồi. Vâng, nó giống như một bông hoa đấy, có những cái cánh hoa rất là to và tròn. Và phía bên trên mâm xôi thì có một con lợn con. Nó giống một con lợn đúng không ạ? Có, anh nhìn thấy nó tựa tựa giống con lợn. Dạ vâng. Ở đây có xôi và có thịt rồi đấy ạ. Mình có cần phải thêm gì nữa không ạ? Có xôi, có thịt rồi. Mình muốn đầy đủ thì phải có gì ạ? Quán. Có rượu. Rượu à? Rượu, xôi, rượu, thịt rượu. Thì phải có rượu đúng không ạ? Và ngay phía bên trên cao của kho bạc đó chính là một nậm rượu và một bát hương đang cháy dở đấy ạ. Và Đức Thích sẽ dùng để cúng tế lên nhà trời cùng với kho báu của thế gian ở phía bên ngoài kia. Đã. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại để quan sát một hình ảnh tiếp theo. Đây ạ, phía bên trên cao của mình. Ở đây thì gọi là đàn đá đấy ạ, hay còn gọi là một dàn chống đá. Cái dàn chống đá này thì nó có rất là nhiều những cái phiến đá dày mỏng khác nhau. Và khi chúng ta gõ vào chúng sẽ phát ra những âm thanh khác nhau rất là hay. Nó tựa như một bản nhạc. Tại đây trước kia rất là thấp đấy ạ. Khi mình di chuyển vào điểm này, tất cả mọi người đều phải cúi người xuống. Và mình có thể đứng ngay cạnh để gõ thử. Nhưng mà những cái phiến đá rất là mỏng và dễ vỡ. Và bị vỡ rất là nhiều và nó sẽ khá là nguy hiểm. Nên bây giờ ban quản lý của đội thức mong quý khách thông cảm mà không gõ nữa. Chúng ta chỉ đứng ở dưới và quan sát thôi. Chắc chắn là lên hình cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đúng rồi, lên hình đẹp. Dạ vâng. Và ngay phía dưới thì có một con vật, đó là một con rồng đấy ạ. Một con rồng và có rất là nhiều những quả trứng rồng ở phía bên trong này. Bây giờ mình xuống phía dưới đấy ạ và quay lại để quan sát, nếu mà nhìn ngang thì hình ảnh của một con rồng này nó sẽ rõ hơn. Ở đây thì có rồi đúng không? Em phải hỏi. Dạ, mình có thể nhìn thấy ạ, đây chính là đầu rồng ạ. Có thân đang uốn lượn và có chân trước phía bên này ạ. Hai chân sau và đuôi đang chấm tới mâm xôi. Ở phía bên trong thì có rất nhiều những cái quả trứng rồng, một trứng rồng đang ấp trứng. Và đặc biệt hơn sẽ có những cái vảy rồng vàng ở đây ạ. Mấy trứng rồng lại nở ra rồng, con tiên lại nở ra dòng dõi tiên. Chắc chắn là mình khi mình nhìn thấy hình ảnh của chú rồng với rất là nhiều những quả trứng rồng ở bên trong thì mình sẽ nghĩ ngay tới nòi giống con lạc cháu hồng của nhân dân ta đúng không ạ? Và còn bây giờ thì mình quay lại để quan sát phía kho vàng. Mình nhìn lại kho vàng đi ạ. Tại kho vàng thì mình có thể thấy một cái hình ảnh rất là đặc biệt hiện lên. Mình có nhìn thấy không ạ? Nó giống như nửa khuôn mặt của ai? Chuẩn. Dạ vâng. Đó chính là nửa khuôn mặt của thần tài. Thần tài đang nhìn ngang hoặc nhìn nghiêng. Thế nên là mình xin tài lộc đúng không? Vâng ạ, ở đây thì rất là may mắn và đặc biệt có thần tài, có một chú rồng vàng. Thì tiếp theo mình sẽ có cơ hội được gặp tiên đấy ạ. Và ngay tại đây thôi, phía bên trong đấy đó chính là buồng tắm tiên. Và lúc này dường như có tối thiểu một nàng tiên ở phía bên trong, vì có một chiếc áo lông vũ đang treo bên ngoài đấy ạ. Ở bên trong đây thì được gọi là buồng tắm tiên. Và nếu như có thể vào để quan sát thử đấy ạ, biết đâu có duyên được gặp tiên thì bên trong này thì sao? Anh thấy rồi, anh thấy cái áo tiên rồi. Chưa có vợ mới phải gặp tiên anh ạ. Vâng, nếu mà chút nữa khi mà đi ra ngoài, anh chị có thời gian khám phá thì mình vào sau. Mình rồi. Đi qua cầu để vào bên trong ạ. Em đi trước đi. Mình đang di chuyển qua đây ạ, mình đang đi qua cây cầu, ở đây gọi là một áo bèo nhỉ. Áo bèo vào hôm nay cũng rất là ít nước thôi, mình cũng không phải vào cái gì đâu. Áo bèo ở đây thì nó có những cái mình có thể thấy ạ, những cái cảnh nó tựa những có những cái vách rất là nhỏ đấy, tựa những cái cánh bèo rơi đấm bám vào vách đá. Và đây chính là một nước cao nhất đấy ạ, và những cái ngày mưa liên tục. Vì vậy thì ở đây mình có khi phải lượn nước rất là nhiều bên ngoài, có một cái tủ rét. Và đây chúng ta đã vào cung cuối cùng, một động và cung này là cung rộng nhất. Ở lúc này thì đã trở về quê hương, vì vậy sẽ có rất là nhiều những hình ảnh quen thuộc. Và một cái hình ảnh quen thuộc đầu tiên khi mà chúng ta vào cung cuối cùng là một chú voi đang ngả vòi uống nước ngay bờ ao đấy ạ. Mình có thấy không ạ? Cái voi đây thôi. Chú voi rất là to đúng không ạ? Và bây giờ thì mình có thể vào bên trong nhận để quan sát một số hình ảnh của bên trong này. Trên của bàn cờ là một bông hoa quỳnh ạ. Bông hoa quỳnh rất là to và đẹp đúng không ạ?
Hoa quỳnh thì rất đặc biệt, hoa quỳnh chỉ nở về đêm. Và vào thời khắc thiêng liêng nhất của đất trời khi bông hoa quỳnh này nở cũng chính là lúc tử thức và giáng hương sẽ ngồi đánh cờ ở đây. Vì vậy tại đây sẽ có một chiếc ghế và giáng hương sẽ ngồi ở phía đằng trước đấy ạ. Tử thức sẽ ngồi xa hơn ở phía bên ngoài kia. Chắc chắn là mình cũng sẽ thắc mắc một chút tại sao tử thức lại không ngồi đối diện mà ngồi đằng sau đúng không ạ? Ở trong cái lý thuyết trước kia thì ông cha ta thì có nói là như thế này ạ. Khi mà tử thức ngồi đằng sau như thế này thì cái vẻ đẹp của màn giáng hương sẽ không làm lu mờ tâm trí của tử thức và lúc này ông sẽ tập trung để đánh cờ hơn. Và thì ông ngồi đằng sau đấy ạ. Và tiếp theo giới thiệu với anh chị thì đây là được gọi là một kho vải lụa. Một kho vải lụa khổng lồ. Tử thức thì vốn là người rất là yêu nước thương dân, vì vậy ông có dành hai kho thóc ở phía bên ngoài kết hợp cùng với kho vải lụa ở đây ạ, để cứu đói cho dân những năm mất mùa hạn hán. Nó tựa như hàng ngàn những cái thớ vải được xếp dọc rất là đẹp. Và tiếp theo thì bây giờ thì chúng ta có thể tới gần hơn một cái con đường rất là đặc biệt được gọi là đường xuống âm phủ. Mình tới hơi gần hơn một chút đi ạ. Đây hả? Dạ vâng. Mình có thể sang bên này ạ. Mình sang bên này thì mình sẽ nhìn thấy cái điểm rộng của nó. Chứ đứng bên kia thì nhìn nó rất là ngắn thôi. Đây, nó rất là rộng nhỉ ạ. Ở trong sâu này nó có đi sâu ở bên trong. Đường xuống âm phủ thì có chiều dài khoảng 20m ạ. Và càng xuống phía dưới thì nó có nhiều những cái ngóc ngách rất là nhỏ khác nhau. Và có nhiều người đã thử xuống để khám phá rồi, nhưng càng xuống phía dưới thì càng hẹp và thiếu oxy. Nên đều phải quay lại. Và để mình hiểu rõ hơn về con đường này thì tại đây có một câu chuyện. Đó chính là vào những cái ngày mưa thì mực nước nó sẽ dâng lên tới tận tới cái cửa này đấy ạ. Và ông cha ta có khắc tên mình vào quả bưởi và thả xuống đây. Sau khi nước rút, quả bưởi sẽ trôi ra dòng sông Hoạt ngay sau dãy núi này và trôi thẳng ra cửa biển Thần Phù ở Nga Điền. Và thực chất đó chính là một điểm thoát nước của động và chúng ta gọi là đường xuống âm phủ. Vâng, nó là điểm thoát nước. Vâng, và có đường xuống âm phủ thì sẽ có đường lên trời. Có âm thì phải có dương đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì mình sẽ lùi lại để quan sát đường lên trời ở phía bên này. Mình lùi lại một chút đấy ạ. Nhưng mà trước khi quan sát đường lên trời thì mình có thấy ở đây có một cái hình ảnh rất là quen thuộc không ạ? Mình có thể tưởng tượng hay nó giống không như gì ạ? Lá bồ đề. Đó là một con dấu ạ. Con dấu à? Dạ vâng, con dấu, con ấn ạ. Con dấu này được thức sử dụng trong thời kỳ làm quan và sau khi trả ấn từ quan có đặt ở đây. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát đường lên trời. Đường lên trời bắt đầu tại đây ạ. Đoạn đầu rất là dễ đi, nhưng càng lên trên thì càng trơn trượt và khó đi. Và tới đây tới cổng trời đấy ạ. Và có hai cột chống ở hai bên. Mình đã nhìn thấy cổng trời chưa ạ? Vâng, ở đây thì gọi là cổng trời. Em xoay lại cái hai cái cột trống hay sao? Hai cột trống rồi. Ạ. Vâng. Rồi rồi. Hơi tối một chút đúng không ạ? Đúng rồi. Rất tiếc lúc này cổng trời đang đóng ạ. Mình sẽ không có cơ hội để gặp tiên. Nên thôi chúng ta chia tay với cổng trời, mình trở về thực tế một chút. Mình về với quê hương của tổ thúc. Lúc này người dân tìm thấy hai dấu chân của ông ở đây. Đây, mình có thể sang bên này để quan sát hai cái dấu chân của ông ạ. Đây chính là hai dấu chân đầu tiên khi mà ông từ Cõi Tiên trở về. Và lúc này ông đã đứng tại đây rất lâu để quan sát quê hương của mình. Cảnh vật thay đổi rất là nhiều nhờ có gốc táo ngay bên cạnh đấy ạ. Ông mới nhận ra quê hương của mình ạ. Rồi, gốc táo rất sần sùn. Dạ vâng. Và cái gốc táo này thì chất nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà từ lúc mình trở về đã thuê một ông già đốn thân của cây táo thành 4 khúc ở phía đằng sau đây. Mình tới gần hơn một chút đấy ạ. Mình sẽ nhìn thấy rõ hình ảnh của một ông già. Vì là mệt quá đấy ạ, mình đã ngủ gục mất rồi. Ông già gọi là lão tiều phu đấy ạ. Đó. Mình có thấy không ạ? Anh thấy rồi. Đây rất giống. Ui, rất giống nhỉ? Rất là giống đúng không ạ? Ông già đang nằm sấp này cũng rất là giống. Và tiếp theo, mình có thể vào bên trong để mình quan sát ba con vật rất là quen thuộc đấy ạ. Mình sang bên này. Con vật đầu con tiên. Khóc. Là một con cóc đấy ạ. Dạ vâng. Một nhìn phát biết ngay con cóc. Con chén ngọc của nhà trời phía đằng sau nhìn rất là giống đúng không ạ? Đúng rồi. Cóc với lớp da rất là sần sùi đấy ạ. Vâng. Đối diện cóc là một con rùa. Con rùa bên này ạ. Rùa là một con vật rất là linh thiêng. Mình có thể nhìn thấy rất là rõ đấy ạ. Không cái đầu rùa. Rồi. Đầu rùa đấy ạ. Và bên trên cao là một con rắn ạ. Con rắn vàng đấy ạ. Rắn vàng đang ngả mình từ trên cao xuống. Có ba con vật và chúng ta đã được quan sát rất là giống đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ quay lại với câu chuyện khi tổ thức được Cõi Tiên trở về. Và lúc ông trở về quê hương thì ông mới nhận ra ông sống ở trên tiên giới một năm bằng gần 100 năm ở hạ giới.
Và lúc này cha mẹ không còn nữa, cô muốn quay lại cõi tiên với vợ của mình. Nhưng cỗ xe mây khi nàng giáng hương xin cho Đức trở về đấy ạ, đã biến thành một chú chim loan phượng và bay đi mất. Mình nhìn sang bên này đấy ạ, là hình ảnh một chú chim loan phượng đấy ạ. Chim luôn nhỉ? Sống luôn. Và đầu và mỏ chim loan phượng đấy ạ. Thì nó giải hai cánh rất là rộng lớn để bay lên trên trời. Lúc này Tiểu Thức sẽ không còn cơ hội để quay lại cõi tiên với vợ của mình nữa. Quê hương cha mẹ cũng không còn, ông chỉ còn một mình ở trên thế gian này thôi. Tiểu Thức rất buồn và ông đã bỏ đi về phía nam, tới đoạn dây đường Ngũ Hành Sơn này ạ. Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, ông đã mất tích ở đây. Mình có thể nhìn thấy đấy ạ, đây chính là biểu tượng của dãy núi Ngũ Hành Sơn. Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để nghe tiếp của câu chuyện. Câu chuyện này là mấy chương em nhỉ? Câu chuyện này nó sẽ chia thành 3 khung. 3 khung giống như chúng ta nhưng mà khung đầu tiên và khung thứ hai phía bên ngoài ạ. Đây chính là khung cuối cùng. Rồi. Bây giờ mình có thể nhìn thấy ạ, tại nơi mất tích của đất nước thì người dân tìm thấy một chiếc áo ạ. Chiếc áo bao đây. Áo này áo của vua Ban cho chàng thức xứng danh với đời. Áo này chàng để khoác chơi để rồi mãi mãi đời truyền lưu. Và bây giờ chúng ta quay sang bên này ạ. Đây là hai bông hoa mộc đơn đây, mình có thể nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Rồi, anh và thấy rồi. Hai bông hoa mộc đơn có những cái giọt nước nó đang nhỏ xuống, nó tựa như đôi mắt của nàng giáng hương đang chờ đợi và khóc thương khóc nhớ chồng. Và từ hai bông hoa mộc đơn này chúng sẽ mọc lên thành một vườn hoa mộc đơn thứ hai của động lòng phía bên ngoài đấy ạ. Rồi, đây chính là vườn hoa mộc đơn thứ hai, hoặc một quả đào tiên thứ hai. Và động thức rất đặc biệt khi mà chúng ta bước chân vào cửa động có một vườn hoa mộ đơn và chính là quả đầu tiên tình yêu của Đức và Giáng Hương. Và kết thúc cũng chính là vườn hoa mộ đơn thứ hai ở đây. Và động bích đào mang tên thức với cả giấc mơ chồng tục vợ tiên để tưởng nhớ cho một câu chuyện tình buồn và đẹp của Đức và Giáng Hương. Người dân có lập một miếu thờ phía bên này ạ. Và động của chúng ta thì không chỉ nổi tiếng với câu chuyện Tiểu Thức gặp tiên, tại đây còn nổi tiếng là một chốn cầu tự linh thiêng bậc nhất miền Trung. Và mình sẽ quay lại đi ạ. Chúng ta quay lại. Tại đây được gọi là cung Nam Tào Bắc Tẩu hay còn gọi là cung cô, cung cậu. Hàng năm sẽ có rất là nhiều người tới đây để cầu danh, cầu duyên và cầu con. Và đây rất nổi tiếng với cầu con đấy ạ. Những gia đình hiếm muộn, cầu con trai sẽ có con trai và cầu con gái sẽ có con gái. Và nếu mà mình thắp hương ở phía dưới đền mẫu thì mình có thể thấy rất là nhiều những cái tủ quần áo, những gia đình có để lại những bộ quần áo và sau đó thì quay lại đây để xin đấy ạ. Vâng. Tại đây bây giờ mình vào lễ. Vâng. Và đây thì mình vào nếu mà muốn cầu thì mình làm lễ, mình phải có lễ cơ. À. Vâng. Và dạ, tới đây cũng là kết thúc động và kết thúc chuyến tham quan ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng với Thuyết Minh Viên và chúc anh chị sẽ có một cái chuyến tham quan với nhiều điều vui vẻ và bất ngờ và chút nữa ra về thượng lộ bình an. Rồi, cảm ơn em.